Tiểu sử Huỳnh Anh Tuấn, chàng Việt kiều yêu điện ảnh, thành nam thần điện ảnh một thời và đời tư kính tiếng. Từng được mệnh danh là nam thần điện ảnh, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sở hữu gia tài là các bộ phim với nhiều vai diễn đa dạng. Tuy nhiên, chuyện đời tư của anh lại vô cùng kín kẽ. Là diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam đã gần 30 năm, người hâm mộ biết đến anh qua nhiều vai diễn đa dạng, nhưng anh lại chưa từng tiết lộ chuyện đời tư trên báo chí. Chàng Việt kiều yêu điện ảnh. Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Năm 12 tuổi, anh theo gia đình định cư ở Mỹ. Những năm theo học Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ, anh học về quay phim chụp ảnh. Từng đoạt giải nhì nhiếp ảnh trong một cuộc thi, mà nhờ thành tích này, anh đã vượt qua nhiều ứng viên, trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo. Huỳnh Anh Tuấn còn xuất hiện trong nhiều clip ca nhạc của ca sĩ Phi Nhung ở hải ngoại thời điểm này, như Nàng Sơn Ca, Nàng Yêu Hoa Tím, Thân Phận, vân vân. Điện ảnh như Cô Gái Si Tình luôn chực chờ trao duyên với chàng trai Huỳnh Anh Tuấn. Lúc học đại học, anh ở chung với Lưu Huỳnh, và khi người anh họ làm phim đã dùng cậu em như một trợ thủ đắc lực, khi thì phụ quay, lúc lại làm diễn viên. Khi thực hiện bộ phim đầu tay Cơn Mưa Hạ cho một trung tâm của người Việt ở Mỹ, sau khi thử vai nhiều người, cuối cùng Lưu Huỳnh nhận ra cậu em là người vượt trội nhất. Đây chính là vai diễn đầu tiên của Huỳnh Anh Tuấn. Nghe ông anh thông báo có một vai hay lắm và rủ về Việt Nam chơi, anh mạnh dạn nhận lời và cũng muốn liều thử sức. Năm 1993, bộ phim Em và Michael khởi quay. Đó là một chuyến du lịch về Việt Nam bằng những vòng cua của chiếc xích lô, và trên đó là Mai, cô nữ sinh trung học đầy cá tính do Trương Ngọc Ánh đóng. Bộ phim tuy gặp trục trặc phải kéo dài thời gian quay, thêm 6 tháng rồi vài năm. Chuyến về thăm nhà không thời hạn đã giúp anh khẳng định mình trong làng điện ảnh. Sự xuất hiện của Huỳnh Anh Tuấn vào thời điểm đó đã đem đến cho sân quay quốc nội một diễn viên nam hiếm hoi có vóc dáng và gương mặt nam tính gợi cảm. Anh được nhiều người yêu thích và biết đến. Khi anh chuẩn bị quay lại Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn nhận được lời mời phim Biển Động, đóng cùng với lại nữ diễn viên Thu Hà từ nghệ sĩ Kim Cương. Vậy là ở lại, hết phim của Kim Cương đến phim của Xuân Kỳ, thêm nhiều lời mời nữa, giữ anh ở lại một mạch cho đến tận hôm nay. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Huỳnh Anh Tuấn lại được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình hay như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa, và đặc biệt là có duyên với những vai làm vua. 30 năm tham gia đóng phim, Huỳnh Anh Tuấn có một gia tài khá lớn, gồm gần 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Mấy năm nay, khi phim truyền hình nở rộ thì Huỳnh Anh Tuấn trở thành diễn viên nam tuổi trung niên đắt sâu đóng phim nhất nhì trong showbiz Việt. Vì nam diễn viên trung niên không nhiều và có thâm niên kinh nghiệm đóng phim như Huỳnh Anh Tuấn lại càng hiếm. Một Huỳnh Anh Tuấn đẹp trai, phong độ ngày nào, bây giờ đã là người đàn ông trung niên đã bị phá tướng, nên thường được các đạo diễn chọn vào những nhân vật lớn tuổi. Anh không lấy đó làm buồn, vì trong số hơn 30 bộ phim truyền hình đã tham gia, anh vẫn có được những vai hay và ấn tượng mạnh với khán giả. Trong khi hầu hết các bạn diễn cùng thời đã rút lui khỏi màn ảnh, anh vẫn trụ lại với nghề. Mưu sinh đủ nghề chỉ để được đóng phim. Vào năm 2004, với chục vai diễn trong 12 năm qua đã tạo cho Huỳnh Anh Tuấn một vị trí không nhỏ trong lòng khán giả. Thế nhưng, vẫn có một người không ngừng lo lắng cho anh, đó là mẹ anh. Từ lâu, bà nhận biết được rằng nghề đóng phim của con trai bỏ ra quá nhiều thời gian mà chẳng đem lại lợi ích vật chất tương xứng. Phim hết quay thì tiền cát xê cũng không còn. Anh cũng biết vậy, nhưng nghĩ rằng nghề diễn chỉ có một thời, nếu không nắm bắt, lần sau khó có cơ hội. Như phần đông diễn viên điện ảnh ở trong nước thời điểm đó, Huỳnh Anh Tuấn phải xoay sở nhiều công việc khác nhau để nuôi nghề diễn của mình và nuôi sống gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, từng mở nhà hàng bán thức ăn Ý, nhưng chẳng được bao lâu phải đóng cửa, vì khi có anh, doanh thu có lãi, lúc anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi. Rồi có thời điểm, anh xoay sang nghề làm quảng cáo. Cách đây vài năm, được biết anh mở nhà hàng tại Vĩnh Long, sau đó dự định mở rộng ra Nha Trang. Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ về công việc tay trái này. Kinh doanh rất là khó và khác hẳn với đóng phim. Nó giống như làm dâu trăm họ, vì khách hàng mỗi người một ý. Mình phải biết dung hòa để tránh rủi ro. Nếu hôm qua bán đắt hàng nhưng hôm nay bán ế, mình phải tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Lĩnh vực kinh doanh tưởng như dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào làm tôi mới thấy phức tạp. Thời điểm đó khi được hỏi rằng anh có hối hận khi trở về Việt Nam không, Huỳnh Anh Tuấn đã thành thật. Tôi không hối hận về điều này. Về Việt Nam tôi mới có cơ hội thành diễn viên và được nhiều người biết đến. Hiện tại tôi vẫn chưa có ý định sang Mỹ vì không biết sang đó để làm gì. Bây giờ, ngoài đóng phim, công việc kinh doanh ở Việt Nam đã choáng đầy tâm trí tôi. Anh cho biết anh có thể làm tất cả những công việc đó chỉ để phục vụ đam mê điện ảnh. Diễn viên Việt kiều Kính Tiến bất ngờ tái hôn ở tuổi 48. Thoải mái khi nói về nghề, nhưng Huỳnh Anh Tuấn lại khá dè dặt khi chia sẻ về đời tư. Trước đây, báo chí và người hâm mộ chỉ biết duy nhất một thông tin rằng Huỳnh Anh Tuấn đã kết hôn và có 4 con đủ nếp tẻ. Nhưng hình ảnh vợ con anh chưa bao giờ được truyền thông biết tới. Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ về quan điểm tình cảm của mình trên báo Người Lao Động vào năm 2008. Lúc còn độc thân, tôi được một số fan nữ bày tỏ tình cảm, nhưng tôi biết mình phải dừng lại ở mức độ nào. Tôi không cho phép mình lợi dụng tình cảm của họ để làm chuyện sai trái. Diễn viên dính vào scandal thì dễ bị khán giả tẩy chay. Vì vậy, lúc nào tôi cũng đề cao cảnh giác để làm chủ bản thân. Các fan yêu mến thì mới dành tình cảm cho mình. Mình phải biết quý trọng và không nên vượt quá giới hạn. Khi đó, anh chia sẻ anh được thành công như vậy là do có một hậu phương vô cùng vững chắc. Gia đình rất quan trọng, nó có thể quyết định toàn bộ cuộc đời tôi. Làm việc gì tôi cũng nghĩ đến gia đình trước tiên. Bước chân vào thương trường, tôi phải va chạm chỗ này chỗ kia. Nếu nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ người bạn đời thì còn gì bằng. Còn nếu không, rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Tôi hạnh phúc vì có một hậu phương vững chắc. Bà xã tôi rất hiểu và luôn ủng hộ công việc kinh doanh của chồng. Huỳnh Anh Tuấn từng cho biết, anh chia sẻ niềm vui lúc rảnh của anh là đưa các con đi học và phụ vợ trong việc kinh doanh ở Vĩnh Long. Bất ngờ vào ngày 25 tháng 9 năm 2016, nam diễn viên 48 tuổi đã tái hôn với diễn viên Thảo Sương. Huỳnh Anh Tuấn đã mang trầu cau về Long An để hỏi cưới vợ mới. Ở tuổi 48, nam diễn viên tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ hai, Thảo Sương. Thảo Sương từng đóng vai phụ trong một số phim truyền hình. Sau đám cưới, cô dự định ở nhà làm nội trợ, quán xuyến gia đình để ông xã yên tâm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, nam diễn viên đang tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình, tránh mọi thị phi trong showbiz và hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh.